Hello, xin chào quý khách hàng đã quay lại với cửa hàng máy kính tái quang. Thì hôm nay bên Liêm có về cái cộng của Rolex loại 1 nha. Đó. Mà coi cái hộp rất là sắc nét ha. Đó, cái hộp cực kỳ sắc nét luôn. Mình mở ra cái hộp bự và có cây viết nè của logo Rolex ha, rất là đẹp. Đó. Mình cầm rất là cầm tay ha. Đây là cái hộp quà tặng mình có thể mình tặng cho đối tác. Thì nó rất là ok và rất là đẹp nha. Đó. Mọi người coi rất là bóng bẩy nha. Đó. Mình mở ra. Đó. Nó có độ đầm nhất định ha. Đó. Cái lồng mũi nó chưa khui nè. Đó. Mọi người coi ha. Rất là đẹp. Mọi chi tiết về, nói chung chỉ mọi chi tiết gia công rất là đẹp nha. Đó. Mọi thứ ha. Đó. Giống như một cây viết rất là đẹp nha. Đó. Rolex ha. Đây. Đó. Mình có thể mình bán vào đây. Đó. Đây là cái hộp ha. Đây là cái thẻ và cái khăn. Đó. Thì coi như là mình đã xong cái hộp tặng ở bên ngoài nha. Đó, Liêm bỏ qua đây. Bỏ qua đây. Rồi. Đó, chúng ta tới cái cộng chi tiết Rolex như mực chính của chúng ta hôm nay. Đó, mọi người coi. Đó, cái hộp da, cái hình logo rất là đẹp nha, chuẩn nét. Đó. Mọi người coi. Đó, vừa có logo bên ngoài và logo bên trong. Đó, cái này cái hít nha. Đó. Đây là cái gọng Rolex hôm nay của chúng ta. Đó. Chất gọng này thì rất là nhẹ ha, tại vì nó là thuần titanium. Đó. Cái thứ hai là nó được mạ vàng 18K. Đó. Rất là đẹp ha và sắc nét. Đây, mọi người coi sẽ rất là nhẹ ha, không nặng. Đó. Mọi chi tiết rất là bóng sáng, được kỹ càng. Đó. Để làm nên một cái gọng rất là đẹp và thương hiệu đầy đủ nha. Đó. Cái này là mặt trước của cái gọng nha. Đó. Đây là gọng cước. Mọi người coi, đây gọng sau nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, chi tiết đổi 3D rất là sắc nét luôn. Đó. Mọi người coi cái chân kính nè, cũng có logo ha. Đó, 18K titanium. Đó, mọi người coi cái những chi tiết này, chi tiết nó khắc ha. Đó, được khắc đầy đủ. Đó, cái logo được nhập nổi nè. Mọi người coi, đây là những cây kính rất là chất lượng nha. Liêm đảm bảo rất là chất lượng. Đó, Rolex nè. Và những cái con dấu chuyện ha, mọi người coi được. Đó. Ve mũi cũng đi theo logo đầy đủ nha. Rồi. Đó. Thì Liêm hàng chắc mọi người cũng biết rồi, hàng bên Liêm thì chuẩn tiễn ha. Đó. Hàng chất lượng loại tốt nhất. Đó. Rồi, vậy thì Liêm giới thiệu xong cái gọng Rolex này nha. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.